Hello nha Nam. Nay cập nhật một số xe mới về anh em tham khảo nha Nam. Đây toàn bộ cái là lô xe mới về ngày hôm nay nha Nam. Bị ớt 160 xe dữ quá. Máy quá còn vậy nè, đang nổ nè. Hạt này cũng đang nổ luôn, không có nghe được luôn nha. Quá máy luôn. Hạt một càng. Máy thái anh em ha. Jupiter V. Quay 110 MTE. Quên pha lốc đen nha em. Gavita, Thích Kỳ, Nô Tứ, Exeter. Máy dưới xe điện. Máy đang nổ. Máy đang nổ khó nghe nổi lắm anh. Ghê lắm nha em. Hết biết cái máy lên chạy là bảo đảm anh em là tê tái nha. Quá cái máy luôn. Mới về đang để đằng kho nha nè. Chưa có chuyển về đằng cửa hàng luôn. Máy nổ khiếp thiệt chứ. Máy nổ đứng bước không nghe nha nè. Cách bước là thua luôn. Nô 4 này 3 à 8 triệu nha em. 8 triệu nha. Xe này biển số như là Độc Tháp. Máy im ngon nha em, nó bị lỗi chỗ cái kim này. Cái đồng hồ này nè. Này bị mà đầu nô tứ hay bị này. Còn các cái kim khác hoạt động ok nha em. 8 triệu bạc anh em ơi. Thích kỳ này đi có 2-3 ngàn cây à 3 ngàn mấy anh em. Mới như xe thùng ha, đi có 3 ngàn cây à. Jupiter Gavita quá đẹp luôn nha em, bánh mâm phục hơi luôn. À nó đang nổ hả? Trời cái máy nổ không nghe được hả? Đúng rồi, dòng da là máy ấm thiệt. Turbo nổ là đủ phê vậy nè. Chiếc máy ấm rồi. Anh pha lốc đen nha em. Quay 110 MTE nha. Xe nguyên zin. Tư
trở về đẹp quá anh em. Chắc hai lại sáu. Đúng rồi, hai lại sáu anh em. Giống cái chiếc trường ngồi nắng. Chiếc con trường ngồi nắng thì cọp hơn nha anh em. Anh em quan tâm xe nào vậy anh em? Lốc đèn. Cho nó nổ đi. Lại chỉnh lại cho nó chấm bự nổ ngọt để lâu quá. Quá trời cái chiếc ngạt rồi nữa ha. Trời cái máy nó nổ không nghe tiếng thiệt. Anh em thấy bánh trước nó rung rung không? Bánh trước rung rung. Nó như thế nào? Đẹp quá anh em ơi. Xe này 5x nha anh em. Số nó là như nè 48494 biển số cũng được quá, thích kỳ đầu chó. Thằng dư nó ra mới đúng. Đúng rồi, nó xả thằng dư nó ra một lúc. Để lâu quá lâu. Xe đó anh em ta mua sưu tầm rồi nha, về ta đậu không á nè, tao có chạy đậu coi không. Rồi xong rồi mê đam mê mẫu khác rồi đổi gì mà. Chứ đâu mà xe này ít chạy. Cúp luôn, cúp 86 luôn. À cúp 81 luôn. Qua cho nổ máy qua, nổ máy cúp lại qua. Cúp này thì rõ là như xe điện luôn nè. Nổ không hay nữa không? Nó đạp nổ nó không hay nữa. À, xe này mà mấy anh không mua, xe này em phải bán vốn nha nè. Qua lại bán xả 18 năm nha nè. Giấy tờ gì đó muốn rút thì thêm tiền vô rút nha. Mấy cái này rút gì nè, mấy bốn biển bốn con chín nút đẹp chết luôn. Máy đang ngủ. Khó lắm mà xác định được lắm nha anh em. Máy im ru rồi anh em. Bao im luôn. Tướng nhỏ nhỏ cỡ mấy con trôi này chạy im lắm. Hàng về, hàng về. Ở trong có xe là mới về đâu. À, ở trong có chiếc neo đó nè. Đúng rồi, neo đùm nữa nè.
Nó đùm này là xe đẹp ấy nha anh em. Seawood nữa nè. Seawood FI nè. Cánh nén 70 về chở đồ nè. 6 triệu bạc à anh em, về bao chở đồ luôn. Máy 70 mạnh như châu bò. Đó. Ừ, ăn gen nữa nè. Ăn gen thi nữa nè. Liên hệ bên em nhé. Thầy sẽ nào liên hệ cho alo cho Hoàng Sang trường giấy phép nha anh em. Số của Hoàng Sang là 0325555330. Và số của Hoàng Trường là 0961374375. Rồi, một dãy xe mới về. Xin chào, bye bye anh em.